Ôi. Ngày nay của hệ thống thời trang bên em này, Queen Vision hay sửa máy có thích nhá. Các chị em không biết giờ này mình ăn cơm chưa, chắc là khoảng 9 giờ rồi. 9 giờ chắc ăn cơm xong rồi, có khi chuẩn bị rời ngủ rồi đúng không ạ? Xin chào chị gái Susu, xin chào chị gái Ngân Hân Nguyễn này. Chào Giang Trần rồi, ok xin chào Chi Bún nhá. Xin chào tất cả những khách hàng đang tham gia livestream và các chị ơi, đi qua rồi cho em xin dầu chấm đi ạ. Xin chào Trâm Anh Đan, xin chào chị gái Thuận Nguyễn luôn này. Đấy, bên Queen Vision nếu ai nhìn thấy em rồi thì cho em xin dầu chấm nào. Đấy, cho nhìn thấy em rồi cho em xin dầu chấm mọi người ơi. Ngày hôm nay sale đồng giá kích sàn nha, để nhập hàng lưu đông này. Sale kịch sàn nhập hàng thu đông cho những ai đang tham gia livestream. Xin chào chị gái Nguyễn Thanh Nga, chị gái Heo Đất, chị gái Quỳnh Nga, chị gái Mũi To, chị gái Hanly Trần. Chào chị gái Trịnh Bảo Nguyên, chị gái Tuyết Trần, chị gái Quỳnh Nguyễn nha. Ok, xin chào chị gái Su Su, xin chào chị gái Vũ Xuân nào. Ngày nay các chị gái có muốn mua hàng giá rẻ không? Một chiếc váy cực kỳ xinh các chị gái nhá, chiếc váy xinh luôn đấy, cực kỳ là đẹp luôn, nhưng canh đang mặc nghe đang mặc này. Xin chào chị Trích Bông Chim, chị gái Thanh Phúc, chị gái La La, Thanh Lan. Xin chào chị gái Tuyết Trần, chị gái Huyền Trang nhá. Rồi các chị ơi, những chị nào đi qua rồi cho em xin những dấu chấm được không nào? Rất là nhiều sản phẩm váy xinh sẽ được sale ngày hôm nay, đồng giá là 29k được không ạ? Xin chào cô chủ nhỏ, xin chào Ken Đá, xin chào Hiền Bách, xin chào Kim Anh, xin chào Hồng Hương, xin chào Hằng Na, xin chào Hải Yến, xin chào Bibo nha. Xin chào chị gái Thanh Phúc luôn. Rồi, chào Đỗ Phương Hoa luôn. Xin chào tất cả các chị và chúc các chị sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ và thật là an lành nhá. Đấy, ngày hôm nay hy vọng rằng là tất cả những khách hàng của bên em này, hệ thống thời trang Queen Vision hay sửa máy cosmetic, những chị gái đều được mua giá sale được không nào? Xin chào chị Trịnh Bảo Nguyên, xin chào chị gái Hoa Sen, chị gái Nguyễn Ngân, chị gái Huyền Trang, chị gái Giáp Bắc, chị gái La La Thanh Lan, chị gái Lê Ánh, chị gái Oanh Kiều nhá. Rồi, tham gia livestream ngày này tích cực bên em nào. Tặng set xinh đây. Có chị gái nào thích set đồ như em đang mặc trên người không nhỉ? Có ai thích set đồ như em đang mặc trên người không? Rồi, ngày hôm nay dành tặng cho những chị gái nào đang tham gia livestream nhá. Một điều kiện nho nhỏ bên em để mua hàng xả đó là gì? Đó chính là chia sẻ thật nhanh livestream cho em nào. 10 lần trong các hội trợ nhóm và kèm 1 lần lên trang cá nhân cho em các chị gái nhá. Chị nào vẫn chưa bấm nút chia sẻ thì vui lòng là bấm nút chia sẻ ngay cho em nhá. Và một chút nữa là em chỉ cần chốt đơn hàng cho các chị thôi, và lát nữa sẽ có ngồi bộ phận ngồi chốt đơn là ngồi chốt đơn hàng cho mình luôn. Rồi ok, nhớ là quay ra chia sẻ nhanh nào, dành 1 phút cho em chia sẻ cái livestream này nào. Dành đúng 1 phút chia sẻ livestream này cho em nào. 10 lần trong các hội trợ nhóm và 1 lần trên trang cá nhân các chị gái ơi. Nào chia sẻ livestream đi nào. Thích cái hoa kia, đây là zoom lát zoom em bán sau các chị gái nhá, lát zoom em sẽ bán sau. Có em đây ok, chị gái Hồng Hương. Chị gái Lan Hoàng này, 55kg mẫu đang mặc, yên tâm xinh luôn chị gái nha, yên tâm xinh luôn. Rồi xin chào chị gái Quỳnh Nguyễn luôn, rồi nhìn thấy dầu chấm hô các chị rồi ạ. Chúc shop buổi tối vui vẻ, cảm ơn chị Phạm Thị Kim Cúc rất là nhiều. Và em chúc các chị sẽ có buổi tối thật là may mắn và thật là an lành nhá. Xin chào chị gái Thong Nguyễn luôn ạ. Chia sẻ livestream ngày nay thật nhanh cho em nào. Chia sẻ livestream 10 lần trong hội trợ nhóm và kèm 1 lần trên trang cá nhân. Quay ra dành đúng 1 phút đồng hồ cho em thôi để chia sẻ cái livestream này nhận sản phẩm nhá. Chia sẻ livestream ngày nay nhận sản phẩm nào, em có nhìn thấy Minh Quân rồi. Và chuẩn bị tung ra cú pháp nhận hàng này. Chuẩn bị tung ra cú pháp nhận hàng ngày nay cho những ai đang tham gia chia sẻ livestream này. Rồi ok, chị gái Nguyễn Lương đã chia sẻ livestream. Váy em đang mặc bao nhiêu ạ? Em đã biết chị caption đấy ạ, 29k ngày hôm nay nhá. 29k ngày hôm nay và cho duy nhất những khách hàng nào đang tham gia livestream. Bộ hoa kia là zoom ống, đúng rồi, đây là zoom chị gái nhá. Đây là zoom, và zoom này thì lát em sẽ bán sau cho các chị được không nào? Zoom lát em bán sau nào. Chị gái nào mình chưa chia sẻ livestream thì dành 1 phút bấm nút chia sẻ của em thật nhanh. 10 lần trong các hội trợ nhóm và kèm 1 lần trên trang cá nhân, và chuẩn bị chốt đơn hàng này. 150 view là chốt đơn hàng ngày hôm nay này. Chia sẻ nhiều rồi, ok, Bibo đã chia sẻ nhiều rồi. Đây, sản phẩm siêu dày luôn nhá, sẽ dành tặng cho những chị gái nào ngày hôm nay chia sẻ. Chị gái Minh Quân đã chia sẻ rồi này. Ok, 29k đúng rồi.
cú pháp chuẩn bị tung ra cú pháp đặt hàng này, chuẩn bị cung tung ra cú pháp đặt hàng ngày nay nào. Chị nào chưa bấm nút chia sẻ, vui lòng bấm nút chia sẻ của em thật nhanh, đúng 1 phút thôi, quay ra bấm nút chia sẻ cho em để nhận sản phẩm giá rẻ ngày nay nhá. Rồi ok, tung cú pháp này. Cú pháp gì ta? Cú pháp gì ngày nay cho nó nghe hấp dẫn một chút nhỉ? Ok, sản phẩm ngày nay tung cú pháp thôi, được rồi, cho nó đơn giản đi. 29k kèm số điện thoại. Nào, 29k kèm số điện thoại thế nào? Chị nào đã chia sẻ rồi comment nhá. Lát em đọc tên chị gái nào, số điện thoại chị gái nào, quay ra inbox nhận hàng cho bên em luôn được không nào? Chia sẻ livestream nào, 1 phút đồng hồ thôi, chia sẻ livestream cho em thật nhanh. Chuẩn bị cho đơn hàng này các chị gái ơi, chuẩn bị cho đơn hàng này. Mẫu váy xòe cực kỳ đẹp của chị gái nhá, xinh luôn. Chị gái nào của mình có bụng thì yên tâm, ngày hôm nay sẽ là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời luôn. Cổ bể viền trắng cực kỳ là đẹp luôn này. Chia sẻ livestream cho em đi ạ và comment đúng cú pháp 29k kèm số điện thoại. Đúng 1 phút đồng hồ để chia sẻ livestream và em cho đơn nhá. Nào đây, siêu dày, chị nhìn thấy dày chưa? Cực kỳ là nặng luôn này. Đấy, sẽ dành cho những chị gái nào ngày hôm nay chia sẻ livestream nhiệt tình đúng không ạ? Dành cho chị gái nào ngày hôm nay chia sẻ livestream nhiệt tình. 29k kèm số điện thoại cho em các chị gái nhá. Đấy, nhận sẵn vào bên em rẻ đơn giản lắm các chị ạ, chỉ cần chia sẻ livestream thôi. Nào, bên xưởng may Cút Thịnh hay bên Queen Fashion lên cho em con số là 200 view nào. 200 view em tặng luôn, bắt đầu với sản phẩm đầu tiên nhá. 29k ngày hôm nay và cho duy nhất những khách hàng nào đang tham gia livestream. Nào, bắt đầu đến chị gái đầu tiên đi nào. Ok, chị gái đầu tiên nhá. Nào, bây giờ hai bên này, bên nào mà lên người nhanh hơn thì em sẽ chốt bên người đó trước đúng không ạ? Sau đó sẽ quay lại hai máy luôn. Đấy, nên là sẽ công bằng cho cả hai bên nhé các chị gái nhá. Với một điều kiện là phải chia sẻ livestream này cho em đủ 10 lần trong hội chợ nhóm, kèm một lần cho nhà cá nhân. Ok. Nào, bắt đầu chị gái đầu tiên. Ok, chị gái Lê Hồng Huyền 01256478 32 cho đơn hàng chị Hồng Huyền trước này. Đấy, ok, em tung xuống có nghĩa là gì? Có bộ phận treo lương cho đơn luôn rồi. Nào, bên sửa máy cứ thích tiếp tục lên cho em 200 view đi ạ, để em chốt nào. Chia sẻ livestream nhá. Dành đúng 1 phút đồng hồ để chia sẻ livestream cho em. Nào, tiếp tục bên Quivision nào, bấm nút chia sẻ thật nhanh. 10 lần trong hội chợ nhóm kèm một lần cho trạng cá nhân, váy này mặc xinh luôn, công sở đi đâu cũng xinh luôn. Chia sẻ livestream thật nhanh cho em nào. Đúng rồi, chia sẻ xong rồi thì tung đúng cú pháp 29k cùng số điện thoại nhá. 29k cộng số điện thoại nào, chị nào mà đang chưa được sở hữu dần vào bên em bao giờ này thì nhanh chóng bấm hộ em nút chia sẻ đi ạ. Rồi, người tiếp theo bên Quivision nào, chia sẻ livestream cho em lên con số 250 view em chốt tiếp nào. 250 view cho đơn hàng tiếp nào, bên này lên 200 view cho em đi ạ. Chia sẻ thật nhanh 10 lần trong các hội chợ nhóm và kèm một lần cho trang cá nhân nào. Đây, bên Quy, bên sửa máy Cút Thịnh nào, cố lên 200 view cho em đi ạ, để bên này tặng sửa máy Cút Thịnh nha. Rồi, bên Quivision cố gắng lên cho em 250 view để em tặng tiếp nào, tặng luôn cả hai bên luôn được không nào. Chia sẻ thật nhanh 10 lần trong hội chợ nhóm và kèm một lần lên trang cá nhân nhá. Váy xuất sắc luôn. Đấy, dáng váy xòe này cực kỳ là đẹp luôn và mặc cực kỳ là phù hợp với thời tiết là mùa thu như thế này. Rồi, tiếp theo nào, chia sẻ nào, lượt chia sẻ tiếp theo. Chị nào hôm nay thấy ngoài này, hôm nay nhìn thấy chị này ngoài đường là em lượn lờ ngoài đường suốt, các chị nhìn em là chuyện bình thường chị gái nhá. Đấy, nhìn thấy em mà không gọi em một câu. Rồi, chia sẻ nào, chia sẻ livestream thật nhanh 10 lần trong hội chợ nhóm kèm một lần lên trang cá nhân. Quốc Thịnh ơi, lên 200 view đi ạ. Xưởng bên Queen Fashion lên trên 250 view nào. Tại sao lại, trời ơi, tôi có lên người rồi, cũng thịnh tặng một người luôn nhá. Rồi, Đỗ Phương Hoa nào, chị gái Đỗ Phương Hoa đã chia sẻ livestream cho em thế nào? Ok, chị gái tiếp theo Phạm Thị Kim Cúc 0983742205 cho đơn hàng nhá. Đọc tên chị gái nào, chốt đơn hàng chị gái đó ngày hôm nay luôn được không ạ? Nào, tiếp tục chia sẻ livestream cho em đi. Tiếp tục chia sẻ dành đúng 1 phút đồng hồ thôi để nhận sản phẩm ngày hôm nay với giá 29k nhá. Một chiếc váy len quá là phù hợp cho một thời tiết mùa thu se se lạnh đúng không ạ? Mùa thu Hà Nội vô cùng là đặc biệt, rất là se se lạnh. Đấy, se se lạnh cực kỳ là một không khí, gọi là một cái không dịch khí thời tiết cực kỳ là trong trẻo. Em rất là thích mùa thu Hà Nội đấy. Người Hà Nội nên rất là thích mùa thu Hà Nội luôn. Vì thế chị nào có cùng chung chí hướng với em thích mùa thu Hà Nội, thích cái sự se se lạnh đó và thích mua sản phẩm giá rẻ thì nhớ là hãy chia sẻ livestream với em thật là nhiệt tình cho em nhá. 10 lần trong các hội chợ nhóm và kèm một lần trên trang cá nhân, tiếp tục nào. Chia sẻ livestream cho em đi nào. Rất nhiều sản phẩm ở đây này. Đấy, một cọc luôn dành cho ai đang tham gia livestream và chia sẻ ngày nay nhá. Nào, tiếp tục sửa máy Quyết Định hay Quyết Sửa lên cho em con số là 250 view nào. Váy xinh luôn, xuất sắc luôn, màu đen này, đấy, viền trắng cổ đẹp luôn nhá. Nào, chị gái tiếp theo sẽ là ai đây? Ok, chị gái tiếp theo em cho đơn hàng luôn nhá. Chị gái tiếp theo nào. Ok, chị Hoàng Hải Huyền 0967865482 cho đơn hàng chị Hoàng Hải Huyền một chiếc này. Đấy, tiếp tục này, đọc tên chị gái nào chốt tiếp này. Đọc tên chị gái nào chốt tiếp đơn hàng này. Đây này, chia sẻ livestream cho em đi. Hôm nay em tung vèo vèo luôn, chơi chấp luôn với các chị đúng nào. Chỉ cần mình chia sẻ đủ livestream thôi, dành đúng 1 phút đồng hồ cho em và chia sẻ livestream để đón một sản phẩm cực kỳ là rẻ và rất là mới, nhất là đón cái thời tiết mùa thu Hà Nội như hiện tại đúng không ạ? Một chút se se lạnh đấy, một chút se se lạnh và mặc những sản phẩm váy như thế này thì gọi là quá chuẩn và quá tuyệt vời luôn rồi. Nào, tiếp tục chia sẻ livestream cho em đi ạ. Tiếp tục chia sẻ livestream. Rồi, ok, sở máy phân tích lên 260 view rồi. Người tiếp theo nào.
Ok, chị gái Nguyễn, tiếp theo Minh Yến 0977 26142429 ca cho đơn hàng nhá. Tiếp tục nào, tiếp tục với Quý Vết Dần chia sẻ live stream cho em chưa? Tiếp tục nào các chị gái ơi, chị nào chưa bấm nút chia sẻ, vui lòng bấm nút chia sẻ thật nhanh cho bên em đi ạ. 29k cho một sản phẩm váy thì gọi là rẻ không? Quá rẻ luôn, 29k, đấy chỉ 29k chị gái nhá, không phải 290 mà chỉ đúng 29k thôi. Nào tiếp tục nào, Sửa Mai quyết định lên cho em 300 view đi ạ. Tiếp tục chia sẻ livestream thật nhanh cho em 10 lần trong hội trợ nhóm và kèm 1 lần trên trang cá nhân nào. Đấy, chia sẻ livestream này. Tiếp tục bấm nút chia sẻ dành đúng 1 phút đồng hồ cho em nữa chị ơi. Không mất quá nhiều thời gian và để sở hữu chiếc váy rẻ. Nào, 300 view em chốt tiếp nào, bên này lên cho em 300 view đi ạ. Chị gái tiếp theo em sẽ chốt này. Một chiếc váy quá là đẹp luôn, dày dặn vô cùng luôn này. Đấy, tặng luôn cho khách hàng nhá. Chỉ cần chia sẻ livestream ngày này cho em thôi. Nào, chia sẻ đi nào các chị gái ơi. Rồi, Moon Cát Phạm 0983 này 983037 cho đơn hàng luôn nhá. Đọc tên chị gái nào cho đơn hàng chị gái đó nào. 300 view em tặng tiếp nào. 300 view tặng tiếp các chị gái này. Ai chưa bấm nút chia sẻ, vui lòng bấm nút chia sẻ của em thật nhanh đi ạ. Bấm nút chia sẻ thật nhanh nhá. Và comment đúng cú pháp 29k cộng số điện thoại. Comment đúng cú pháp và dành ra cho em 1 phút chia sẻ đi ạ. Nhớ là 1 phút thôi, chỉ 1 phút đồng hồ chia sẻ thôi. Các chị gái nha, không cần phải chia sẻ quá nhiều. Không phải chia sẻ 11, 12 nhóm làm gì cả. Đủ 10 nhóm cho em thôi. Nào tiếp tục chia sẻ thật nhanh 10 lần trong hội chọn nhóm và kèm 1 lần trên trang cá nhân nào. Tiếp tục sản phẩm ngày hôm nay sẽ dành tặng cho ai đang tham gia livestream và chia sẻ livestream nhiệt tình này. Đấy, dành cho những ai đang tham gia chia sẻ livestream nhiệt tình nhá. 10 lần trong các hội chọn nhóm và kèm 1 lần trên trang cá nhân cho em. Nào chia sẻ cho em đi nào. 29k kèm số điện thoại nào các chị gái ơi, lên cho em 300 view đi ạ. Bên Queen Fashion từ nãy đến giờ, bên Queen Fashion từ nãy đến giờ chưa thấy tăng lên lượt view nào đáng kể và lượt chia sẻ vô cùng là ít luôn nhá. Vừa chia sẻ vô cùng là ít luôn. Rồi ok, comment thật nhanh cho em đi ạ. Rồi chị gái Nguyễn Thị Huyền Trang đọc tên ai đúng không? Rồi tí nữa những chị gái nào mà em đọc tên thì vui lòng là comment luôn đến cho em nhá, không chắc các chị gái hỏi là ai. Bởi vì tại sao? Bởi quá nhiều những lượt comment và đôi khi nó bị ẩn comment và các chị không thể nhìn thấy được họ. Đấy, lượt comment các chị ở cái màn hình nhỏ ấy, nó chỉ nảy nảy được cái comment thôi các chị nhá, không phải là một hàng màn hình rộng như em đang là livestream như thế này. Vì thế nên là chị nào mà có tư tưởng cực kỳ thoải mái là được nhận quà hay không nhận thì thôi thì chắc chắn sẽ được. Còn cái chị nào mà luôn trong đầu mình có định đóng cột rằng là không bao giờ được nhận sản phẩm quà tặng đâu thì chắc chắn một điều 100% sẽ không được nhận quà tặng. Đấy, mình phải thoải mái, mình sẽ phải phấn đấu chứ đúng không ạ? Không được hôm nay thì sẽ được ngày mai. Miễn là tích cực chia sẻ với shop, tương tác với shop thì kiểu gì shop sẽ không bao giờ để qua các chị thiệt cả. Các chị yêu shop thì chắc chắn là shop cũng yêu tất cả các chị đúng không ạ? Vì thế ngày hôm nay hãy chia sẻ livestream thật là nhiệt tình nào. Tiếp tục nào, chốt đơn hàng cho chị gái tiếp theo ngày hôm nay với giá 29k nhá. Nào, bên Sửa Mai Quyết Định lên cho em con số là 300 view và bên Queen Mission cũng vậy, để chốt tiếp nào. Tiếp tục chốt ngày nay nhá. Tiếp tục chốt ngày nay, chia sẻ livestream bên nào có lượt người nhiều hơn thì chắc chắn là em sẽ chốt cho bên nào có thể đúng không ạ? Chỉ cần là mình chia sẻ livestream tích cực trong ngày hôm nay thôi. Chia sẻ thật nhanh cho em 10 lần trong các hội chợ nhóm và 1 lần trên trang cá nhân nào. Ok, chị gái tiếp theo ngày hôm nay chị Nguyễn Tươi đấy, nhận sản phẩm bên em ngày này rồi này. Em đọc tên chị gái nào em nhớ luôn. Nào chị gái nào chia sẻ bên Quý Vision có muốn nhận hàng không ạ? Thì chia sẻ livestream đi để tình hình em lên em check cho các chị tình hình chia sẻ đâu rồi. Sửa Mai Quyết Định chia sẻ thật nhanh cho em lên con số 300 view tặng nhá. Queen Vision cũng vậy, chia sẻ thật nhanh đi ạ. 10 lần trong các hội chợ nhóm và kèm 1 lần trên trang cá nhân. Lên xem tình hình các chị chia sẻ đâu rồi. Chia sẻ nhiều hay là chia sẻ ít đây? Nào chia sẻ thật nhanh cho bên em nào. Trời ơi, sao lại ít lượt chia sẻ như thế này vậy? Các chị ơi, chia sẻ livestream cho em nhiệt tình đi nào. 10 lần trong các hội chợ nhóm và kèm 1 lần trên trang cá nhân. Bên Queen Vision có muốn nhận quà không? Muốn nhận quà thì chia sẻ livestream đi. Trời ơi, bây giờ bên Queen Vision lượt chia sẻ còn ít hơn rất nhiều so với Sửa Mai Quyết Định. Đấy, Sửa Mai Quyết Định tiếp tục chia sẻ livestream thật nhanh cho em 10 lần trong hội chợ nhóm và kèm 1 lần trên trang cá nhân nào. Tiếp tục này, tặng chị gái tiếp theo này. Ok, chị gái tiếp theo sẽ là chị Đỗ Phương Thảo 0974584260 cho đơn hàng chị Phương Thảo trước luôn. Đọc tên chị gái nào cho đơn hàng chị gái đó nào. Tiếp tục chia sẻ livestream cho em lên con số 300 view chốt tiếp này. Chị nào muốn mua hàng giá rẻ thì chia sẻ livestream đi. Còn nếu như mà lượt người không tăng các chị gái nhá, nếu như lượt người không tăng thì em sẽ quay sang bán hàng đấy ạ. Vì thế hãy chia sẻ livestream đi nào. Chia sẻ livestream 29k cộng số điện thoại các chị gái nhá, chia sẻ 29k kèm số điện thoại cho em. Nào, nhớ 1 phút chia sẻ, 1 phút đồng hồ để chia sẻ cho em thôi. 1 phút đồng hồ dành cho em, đúng 1 phút đồng hồ để chia sẻ thôi. Không phải chia sẻ quá nhiều 10 15 lần làm cái gì cả. À 15 20 lần gì cả. Đủ chia sẻ 10 lần là đủ để em có thể comment nhiều nhìn được các chị gái rồi. Đấy, đôi khi là tại sao không được em đọc tên, bởi vì tại sao? Lúc mà săn hàng giá rẻ cũng như tặng bom thì rất là nhiều các chị gái muốn mua hàng đúng không ạ? Vì thế nên lượt comment cực kỳ nhiều và chuyện bị ẩn comment đó là chuyện quá bình thường, với hiện nay Facebook đang quét cực kỳ nhiều. Nên các chị vui lòng là thông cảm. Nhớ là comment đi, comment lại nhiều lần và chia sẻ tương tác nhiệt tình với shop thì kiểu gì em cũng sẽ nhìn thấy luôn được không nào? Rồi, Queen Vision tiếp tục lên trên 300 view đi ạ. Bên là trên view và dành 1 phút chia sẻ livestream cho em. Còn bên Sửa Mai Quyết Định cũng vậy, chia sẻ thật nhanh livestream 10 lần trong các hội chợ nhóm và kèm 1 lần trên trang cá nhân. Nào chia sẻ thật nhanh cho em đi nào các chị ơi.
chia sẻ đi. Trời ơi, các má muốn nhận hàng nhưng các má không hề chia sẻ cho em đây này. Đấy, hiện nay check lượt chia sẻ, lượt comment vô cùng là ít luôn. Thế sao buổi tối nó lại ít như thế này nhỉ? Buổi trưa lên 1k view rồi là các thứ là chuyện rất là bình thường, mà tại sao buổi tối lên ít này nhở? Rồi, tiếp theo là chị gái tiếp theo ngày hôm nay nhá. 29k kèm số điện thoại, bấm nút chia sẻ với anh thật nhanh nào. Queen Vest sửa máy có thích, từ nãy giờ lợn vởn mãi chưa lên được con số 300 mình kìa. Đấy, chia sẻ đi các chị ơi, một lần trên trang cá nhân và 10 lần cho hội trợ nhóm nào. Tiếp tục sửa máy có thích chia sẻ thế nào. Trời ơi, muốn tặng cho các chị mà các chị không chia sẻ cho em thì cả. Đấy, bên do Queen Vest này không những không tăng mà lại còn giảm, tôi mới khổ chứ này. Khổ tâm thực sự luôn. Nào, tiếp tục nào, chia sẻ livestream nào. 10 lần cho hội trợ nhóm, ngày 1 lần trên trang cá nhân. Chị gái tiếp theo sẽ đọc tên này, bông hoa sen 0978485240 cho đơn hàng luôn hương hoa sen này. Chị nào em bấm nút chia sẻ, chị nào đã chia sẻ rồi vui lòng là comment luôn đi ạ. Chia sẻ thật nhanh, trời ơi, nó cứ quanh quẩn con số 288, 299 mà không lên được cán mốc 300 vậy trời. Các chị ơi chia sẻ, dành 1 phút cho em chia sẻ đi nhá. Rồi không là 60 nhóm thì chắc chắn là bị khóa nick rồi. Đấy, chắc chắn là bị khóa nick rồi chị nhá. Chia sẻ kịch nhất Facebook chỉ 30 nhóm thôi, còn nếu lên trên là bị khóa nick cả cái chắc. Đấy, nên là 60 nhóm là con số không chính xác rồi. Nào các chị gái ơi, em đã tặng cho các chị thật rồi thì mình nên thành thật với nhau một chút và chia sẻ nhiệt tình đi ạ. Chia sẻ livestream nhiệt tình 10 lần trước hội trợ nhóm đấy. Queen Vision giảm người rồi là không tặng ở đâu nhá. Queen Vision giảm người là em không tặng đâu. Phải chia sẻ livestream đi rồi, ok, cán mốc hơn. Đấy, lại tụt rồi, bên sườn máy có thịnh này, khổ ghê ghê rồi. Chia sẻ livestream nào. 10 lần trong các hội trợ nhóm mà kèm một lần trên trang cá nhân cho em chia sẻ đi các chị ơi, không này không phải rằng bán hàng đây này. Chia sẻ livestream đi trời ơi các má. Chia sẻ đi, dành 1 phút chia sẻ cho em đi nào các chị gái ơi. Queen Vision cũng vậy này. Đấy, chia sẻ vô cùng tận luôn, ít vô cùng tận, ít còn hơn cả sửa máy quốc tịnh. Nào chia sẻ nào các chị gái ơi. Bên sửa máy quốc tịnh chia sẻ đến 293 người rồi, không cố được cho em thêm 7 người đã trời ạ. Một cái Facebook nó đông như thế này mà không thể cố chia sẻ được cho em nào các chị gái ơi. Chia sẻ thật nhanh 10 lần cho các hội trợ nhóm để 1 lần trên trang cá nhân nào. Rồi chia sẻ, dành 1 phút cho em chia sẻ đi ạ. 1 phút chia sẻ nhá. Rồi chị gái tiếp theo này, chia sẻ mỏi cái tay chị thắm hít, em không hề thấy số điện thoại của chị đâu ý. Trời ơi. Chia sẻ nào, bên Queen Vision có vẻ rồi tà giảm người rồi. Nào chị gái tiếp theo nào. Rồi bây giờ còn 3 set em sẽ dành tặng đến cuối livestream này cho những chị gái nào đang tham gia nhiệt tình nhá. Đúng ạ, sẽ dành luôn 3 set free luôn cho ai tham gia nhiệt tình vào ở lại với em tận cuối livestream. 3 set free luôn nhá. Nhớ là 3 set free đấy. Rồi, đến với sản phẩm nhà em đang bán nào các chị gái ơi. Các chị lười chia sẻ quá trời luôn ấy. Đến với sản phẩm nhà em đang bán nhá. Rồi, ok. Dốc cạn sức để hô các chị chia sẻ đúng không? Các chị chả chia sẻ gì cả. Mã sản phẩm V819 kèm màu số điện thoại và kèm địa chỉ ở hàng cho em nào. V819 các chị gái nhá. Sản phẩm này sẽ dành cho những chị gái nào mà mình bằng 58 hoặc dưới 58kg, bằng 57 hoặc dưới 57kg bao vừa. Với chất liệu vải len bao co giãn cực kỳ xinh, thiết kế gó cổ để các chị hoàn toàn có thể mình đi làm, đi công sở được không nào. Và mỗi một gam màu này ngày hôm nay bên em đang cháy hàng luôn, gọi là cháy dữ dội, bùng cháy luôn, cháy cả kho luôn. Chỉ còn có khoảng 5-6 chiếc cho một gam màu, có nghĩa là sao ạ, có 3 màu này. Nhưng các em đang mặc đó chính là gam màu sữa các chị gái nha, gam màu sữa nha. Gam màu sữa này, tiếp đến sẽ là gam màu nâu này. Đấy, gam màu nâu các chị gái nhá, đây là gam màu nâu này và em đang mặc là gam màu đen. Đấy, sản phẩm này mỗi chiếc chỉ có đúng 6, mỗi màu chỉ đúng 6 chiếc thôi. Sẽ dành cho những chị gái nào đầy đủ thông tin địa chỉ đúng không ạ? Mã sản phẩm V819 kèm màu số điện thoại địa chỉ cho em nào. Bằng 57 hoặc dưới 57kg bao vừa, xuất sắc luôn cho một chiếc váy mùa thu. Đấy, mùa thu Hà Nội xe lạnh mà những cái sản phẩm váy len mỏng như này thì quá là ok và quá xinh xắn đó đúng không ạ? Rồi ok, chị gái đầu tiên là ai đây? Chị gái Hoàng Hà Trang Trương vui lòng kèm địa chỉ hàng cho em nhá. Giá là 190.000 một chiếc được không ạ? 250.000 giảm còn 190.000 cho những khách hàng nào trực tiếp mua hàng qua livestream nhá. Và mức giá đấy sẽ là mức giá cho những chị gái nào chia sẻ livestream ngày này được không ạ? Dành cho những ai đang tham gia chia sẻ livestream, dù một lần hay hai lần đều được mua với giá là 190.000. Rồi comment thật nhanh thông tin địa chỉ cho em nào. V819 kèm màu số điện thoại địa chỉ, đúng mỗi màu, mẫu này cháy hàng luôn, gọi là cháy cạn cạn của cạn kho luôn đấy. 190.000 các chị gái nhá. Mã sản phẩm là V819 chị gái Nguyệt Anh, bổ sung địa chỉ cho em đi ạ. Bằng 57 hoặc dưới 57kg bao vừa, với dáng xòe các chị gái nhá, cực kỳ là đẹp và không bao giờ bị lộ bụng nữa này. Đấy, đầm em mặc có dáng 190 chị nối mi hồng xanh, vui lòng kèm địa chỉ cho em. Chị gái Thu Huyền bổ sung địa chỉ, chị gái Thọ Nguyễn bổ sung địa chỉ cho em đi ạ. Mẫu này bằng 57 hoặc dưới 57kg bao đẹp nhá. Chị gái Hoài Thương em chốt đơn hàng mình rồi đấy ạ. Chị Hoàng Trang Trương em chốt đơn hàng mình rồi chị gái nhá. Quá xinh luôn và quá xuất sắc luôn. Dáng váy xòe và chất liệu len cực kỳ đanh. Mẫu này chất liệu quá đẹp luôn các chị nhá, nên chỉ mỗi màu chỉ có đúng là khoảng 6 chiếc thôi. Em sẽ ưu tiên cho chị gái nào đầy đủ thông tin địa chỉ. Chị gái Lương Lan Hoàng Nguyễn kèm địa chỉ hàng cho em nào. Chất liệu vải len nhá.
chất liệu vải len các chị gái nhá. Rồi, ok, chị Trần Thị Xuân bổ sung địa chỉ cho em, chị gái Phương Nguyễn bổ sung địa chỉ cho em ạ. Chị gái Nhật Trâm Nguyễn em cho đơn hàng, chị gái Tho Nguyễn bổ sung địa chỉ cho em nhá. Chị gái Hoàng Hương 62 cân mặc chật rồi. Chị gái Thùy Dung em cho đơn hàng luôn ạ. Mỡ mãi mét 50 mặc dài không, không hề dài nhá. Mẫu này từ 1m49 đổ lên mặc ok. Các chị yên tâm rằng là không vừa bên em không gửi hàng các chị đâu. Nên các chị yên tâm là vừa bên em mới bán. Chị gái Nguyệt anh em cho đơn hàng luôn. Chị Kim Anh Phạm lấy màu đen comment cho em này. V819 đen kèm số điện thoại và kèm địa chỉ. Chị gái Quỳnh Phương em cho đơn hàng luôn. Sản phẩm váy này có giá 190k và chỉ dành cho những chị gái nào comment đầy đủ thông tin nhá. Vì mỗi màu có đúng 6 chiếc. Chị gái Hiền Bách em cho đơn hàng, chị gái Thu Thủy. Mình vui lòng bổ sung địa chỉ cho em chị gái Thu Thủy nhá. Chị Teresa Trần em cho đơn hàng mình rồi này. Rồi mẫu thử em đang cầm đi. Ok, 2 phút nữa em sẽ qua mẫu em đang cầm được không ạ? Gấu trúc cho đơn hàng, thắm hip cho đơn hàng luôn. Rồi mẫu thử màu em đang mặc, lát em sẽ qua mặc màu này gọi là màu nâu này. Màu sữa này và em đang mặc là màu đen nhá. Chị nào mà mình sợ mập một chút mặc màu đen. Chị nào thích nhã nhặn một chút chơi màu sữa. Chị nào thích lạ mắt, thích trông gọi là gì ạ? Tây tây một chút có thể mặc màu này. Đấy, mỗi màu có một cái ưu điểm riêng của nó. Và chị nào thích màu nào thì comment được nhanh vì số lượng cực kỳ có hạn nhá. Chị gái cỏ ba lá cho đơn hàng, nối mi hồng xanh cho đơn hàng luôn. Màu nâu này mặc lên tây lắm các chị ơi, tí em mặc cho chị xem. Kèm một cái chiếc gọi là gì, cờ rút cầm tay nữa thì thôi. Chuẩn đét, xuất sắc, hết nấc luôn, xinh lắm luôn. Quỳnh Phương cho đơn hàng, chị gái Diễm Hương bổ sung địa chỉ cho em nhá. Chị gái nào lấy sản phẩm này bổ sung địa chỉ nhanh bởi vì số lượng vô cùng là có hạn nhá. Giá là 190k, chị gái Thảo Ly ơi 57 cân thì vừa chứ 60 cân thì không vừa nhá. Trần Thị Xuân em cho đơn hàng mình rồi đấy ạ. Chị gái Vân Lê ơi giá là 190.000 đã sale rồi nhá các chị nhá, đã sale rồi. Kèm theo đó này, có cúc xinh này. Đấy, viền cổ trắng quá đẹp luôn. Nguyễn Mai bổ sung địa chỉ cho em ạ. Màu nâu thì cực kỳ là tây. Giang Lê bổ sung địa chỉ cho em này. Số lượng vô cùng là ít ỏi nên chị nào lấy thì đầy đủ thông tin nhá. Đầy đủ thông tin địa chỉ cho em ạ. Nguyễn Mai bổ sung địa chỉ cho em nào. Hà Thị Đông giá là 190.000 một chiếc nhá. 1m62 60 cân mặc chật chị gái nhá. Chị Tho Nguyễn ơi mình bổ sung địa chỉ ở Hà cho em luôn đi ạ. Chị nào lấy comment V819 kèm màu số điện thoại địa chỉ. Chị gái Nana cho đơn hàng mình rồi chị gái nhá. Chị gái Diễm Hương bổ sung địa chỉ cho em. Chị gái Phương Nguyên em cho đơn hàng mình rồi đấy ạ. Chị nào lấy sản phẩm nào thì đầy đủ thông tin cho em nào. Chị gái Bùi Sơ ánh em cho đơn hàng rồi. Chị gái Diễm Hương bổ sung địa chỉ nhận hàng cho em chị gái nhá. Mẫu này bằng 57 ở dưới 57 cân bao vừa. Đây mặc trời mùa thời tiết mùa thu rồi, ôi quá chuẩn luôn. Đi tiệc đi làm trời ơi quá lịch sự, quá sang chảnh luôn. Đấy, chị nào thích lịch sự, thích sang chảnh thì comment đặt hàng luôn nhá. Ly Đoàn Khánh bao nhiêu cân mặc vừa, bằng 57 ở dưới 57kg bao vừa này. Chị gái Vân Lê ơi mình mặc xinh luôn rồi, 44 cân bao đẹp luôn chị nhá. Màu nâu quá tây rồi, kèm địa chỉ nhận hàng cho em. Chị gái Tho Nguyễn cho đơn hàng, chị gái Nguyễn Mai cho đơn hàng, chị gái Thành Thiện bổ sung địa chỉ cho em này. Chị gái Nhố Nhanh 43 cân bao vừa, chị gái ớt xanh quá xinh rồi chị nhá. Ai lấy thì đầy đủ thông tin cho em bởi vì số lượng vô cùng là có hạn nhá. Vô cùng có hạn, chỉ còn vài chiếc nữa thôi đấy ạ. Chị nào lấy thì đầy đủ thông tin cho em này. Màu sữa này, màu đen và các màu nâu nhá. Màu sữa nhẹ nhàng, màu đen quý phái và màu nâu siêu tây. Đấy, chị nào thích gu thẩm mỹ như nào thì comment cho em. Chị gái Khánh Kim Phạm ấy cho đơn hàng luôn. Chị gái Thân Huỳnh ấy cho đơn hàng mình luôn này. Chị gái Thu Thuyền ơi mình có vừa kèm địa chỉ cho em nhá. Chị gái Ly Đoàn Khánh ơi giá là 190k. Chị gái Vân Lê mặc xinh chị gái nhá. Chị gái Nguyễn Thị Thêm em cho đơn hàng luôn. Chị gái Kim Anh Phạm bổ sung địa chỉ đầy đủ cho em đi ạ. Chị gái Hân Quỳnh em cho đơn hàng này. Đấy, giá bao nhiêu? Giá 190 chị nhá. 250 sale 190. Số lượng vô cùng có hạn luôn. Mẫu này đang cực kỳ đẹp luôn, đang hit hot vô cùng. Em về kho phát là trời ơi, khách xỉ đổ sung vào bâu và lấy luôn. Đấy, chỉ còn lại vài chiếc thôi. Ngày mai lên livestream bán hết cho chị lấy sạch còn đây. Chị gái Nam Lê kèm địa chỉ cho em đi ạ. Sản phẩm này size XL, mẫu này bằng 57 dưới 57 cân đẹp nhá. Nam Lê xinh rồi chị gái nhá, bổ sung địa chỉ cho em. Chị gái Lê Kiều bổ sung địa chỉ cho em đi ạ. Chị gái Bảo Yến ơi, mẫu này bằng 57 ở dưới 57 cân bao vừa. Chị gái Diễm Hương em cho đơn hàng luôn. Em cao 1m64 và nặng 47kg. Co giãn tốt các chị gái nhá, mẫu này co giãn tốt lắm ý. Mà chất cực kỳ đẹp luôn ý. Trời ơi, mẫu này mặc mùa thu thì ngây ngất luôn. 62 cân mặc chật chị gái nhá. Rồi chị gái Nguyễn Yến em cho đơn hàng, chị gái Nguyễn Nga 49 cân bao vừa này. Chị gái Nhố Nhăng bổ sung địa chỉ cho em đi ạ. Ok, đúng 1 phút em qua màu nâu nhá. Màu đen quý phái này, màu da nhẹ nhàng và màu nâu cực tây. Đấy, chị nào thích màu nào thì comment luôn đi. Comment thật nhanh đi bởi vì số lượng vô cùng là có hạn nhá. 52 cân có vừa chị gái Kim Sơn bao đẹp nhá. Bên em có Shopee chị Ly Đoàn Khánh nhá. Comment cho em này, V819 đen kèm số điện thoại và kèm địa chỉ nhận hàng. Chị nào sợ mập mập, sợ béo béo một chút thì mình có thể mặc màu đen này rất là xinh. Chị gái Trâm John em cho đơn hàng rồi. Chị gái Nhố Nhăng bổ sung địa chỉ cho em đi ạ. Bộ em mặc số lượng còn rất ít chị gái Lê Hoa nhá, vì thế mình comment luôn nhá. Ship em muốn lấy xỉ về bán sao ạ? Chị Tú em ơi, xỉ sản phẩm này bên em thì hình như là em không biết là có không ấy, bởi vì số lượng cháy hàng với mẫu này mà.
Ô này rất là đẹp luôn, về phát cháy hàng. Nhưng mà chị mình cứ inbox Zalo cho em đi xem có về hàng không thì em báo nhá. Chị gái Hân Quỳnh 1m50 không hề dài luôn. Mẫu này đã có bạn 1m49 mặc ok, chị gái yên tâm đi ạ. Nguyễn Nga vui lòng bổ sung địa chỉ Phạm Hải Dương, số điện thoại và cái địa chỉ cho em nhá. Lan Phương Đậu xinh luôn chị nhá. Chị gái Nguyễn Yến mặc đẹp luôn ạ. Chị gái Nguyễn Mai Xuân Hàng V819 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm địa chỉ. Chị gái Hoa Nắng mặc xinh luôn rồi, kèm địa chỉ hàng cho em ạ. Mình lấy màu đen Ly Khánh Đoàn comment nào. V819 đen kèm số điện thoại địa chỉ. Nguyễn Ánh Dương bao nhiêu vậy chị? Giá 190k nhá. Chị gái Xuyên Nguyên kèm địa chỉ là cho em ạ. Rồi chị gái Tâm Nguyễn vui lòng bổ sung địa chỉ cho em nào. Chị gái Thảo Vi ơi giá 190k chị gái nhá, xinh xuất sắc luôn, trời ơi. Váy này đẹp lắm luôn ý, mặc lên cực kỳ là xinh luôn ý. Vừa gọn người vừa đẹp. Đấy, vừa gọn người vừa đẹp các chị gái nhá. Chất len siêu dày luôn. Chị gái ship qua Shopee được không? Có luôn chị gái Ý Nguyễn Yến nhá. Chị Lê Hoa bổ sung địa chỉ cho em ạ, 190 nhá. Chị gái Lương Phương Đậu comment cho em này. V819 nâu số điện thoại địa chỉ gái Nam Lê em cho đơn hàng rồi này. Phạm Hải Dương địa chỉ cho em đi ạ, cao 1m64 nhá. Chị gái Xuyên Nguyên kèm địa chỉ nhận hàng cho em. 1m45 và 56 cân thì mình mặc chật rồi ạ. Hali Trần 54 cân bao vừa nhá. Rồi chị Lan Phương Đậu bổ sung địa chỉ cho em chị gái Lê Mai chất liệu ở chốt đơn hàng này. Chất liệu vải len các chị gái nhá, len mỏng. Mặc mùa thu quá trời hợp luôn, hoặc mùa đông là gì? Có cổ rồi, mình chỉ cần khoác cái chiếc áo dạ bên ngoài thôi thì thôi. Xinh xắn vô cùng luôn đấy, có thể mặc được mùa đông hoặc có thể mặc mùa thời tiết mùa thu se se lạnh như thế này. Bao nhiêu cân mặc vừa bằng 57 hoặc dưới 57 ký nhá. Lan Phương Đậu kèm địa chỉ cho em chị gái Kim Sơn chốt đơn hàng luôn này. Sản phẩm này bằng 57 hoặc dưới 57 kg bao vừa. Chị nào lấy thì nhớ là bổ sung thật nhanh thông tin địa chỉ đầy đủ cho bên em chốt đơn hàng nhá. Chị gái Nguyễn Yến lên cho đơn hàng rồi ạ. 54 cân mặc xinh xắn luôn chị gái Hương Nguyễn nhá. Chị lấy màu đen comment cho em là V819 đen số điện thoại địa chỉ. Chị gái Lê Phúc bổ sung địa chỉ cho em đi ạ. Chị nào thích màu đen nhiều quá rồi thì mình có thể chơi ra màu nâu này rất tây luôn. Đúng một phun em vào màu nâu cho các chị. Còn chị nào thích nhã nhặn thì có thể chơi màu sữa này này. Đấy rất là đẹp luôn. Siêu xinh luôn, ba gam màu siêu chất luôn. 60 cân mặc chật chị nhá. Nguyễn Hải Dương em chốt đơn hàng luôn, Lê Thị Huệ em chốt đơn hàng mình rồi nhá. Phương Nấm bổ sung địa chỉ cho em luôn ạ. Trọng Điệu Cay ơi mình siêu xinh rồi chị gái nhá. Phương Nhung Cute mặc đẹp luôn nhá. Yên tâm là mặc xinh rồi đấy ạ. Chị gái Giang Lê em chốt đơn hàng này, giá là 190k. Chị gái Hải Yến Nguyễn em chốt đơn hàng luôn. Lan Phương Hậu em chốt đơn hàng nhá. Không hề ngắn đâu chị Kim Sơn ơi, trời ơi 1m58 thì ngắn thì trời. Em 1m64 em đang mặc đây này. Mà đến gần chạm gối luôn. Đấy nên các chị có sợ ngắn không ạ? Quá là đẹp luôn đi, trời ơi váy này thiết kế ra dành riêng cho tất cả các chị luôn. Chị Nguyễn Nhật bổ sung địa chỉ cho em tí, cô nương mình bổ sung đầy đủ thông tin cho em nhá. Nguyễn Nga em cho đơn hàng đi ạ. Chị gái Lê Nông mặc đẹp luôn này, Lê Hoa em cho đơn hàng luôn. Rồi zoom thì đúng một phút em qua, giờ em qua mẫu này nhá. Qua mẫu đâu cho các chị, đợi em một phút em sẽ quay trở lại ngay. Đầy đủ thông tin địa chỉ cho em nhá. Ai đang thiếu thông tin địa chỉ bổ sung đi ạ, vì số lượng vô cùng là có hạn. Rồi em qua màu nâu này. Màu nâu này mặc lên sạch cực kỳ sáng da luôn và chất len cực dày. Rồi đến với gam màu nâu luôn. Tí em sẽ qua bộ zoom đi nhá. Rồi ok, Nguyễn Phương Thúy em cho đơn hàng, Nguyễn Nhật em cho đơn hàng nhá. Màu nâu đây chị ơi. Trời ơi tây quá luôn. Màu này mặc lên tôn da cực kỳ, bọn em nói thật đúng không chị, nó không phải là nâu đậm mà nó chẳng phải là màu bờn, nó rất là tôn da ấy. Màu này xuất sắc luôn này. Bên cạnh là cái màu đen đẹp rồi, màu nâu này cũng cực kỳ là xuất sắc đấy, màu rất tây luôn. Ai lấy thì comment cho em ạ. Có cổ các chị gái nhá, giá là 190k. Trọng Điêu Cay ơi kèm địa chỉ nhận hàng cho em luôn đi ạ. Nguyễn Nhật em cho đơn hàng nhá. Tâm Nguyễn này chị ơi, đầy đủ thông tin cho em đi ạ. Màu đen đây và màu đôi nha mặc. Xuất sắc chưa các chị ơi? Màu này lên da quá đẹp luôn ý. Trời ạ. Có size không em? Chị ơi mẫu này là len co giãn nên nó là hàng free size nhá. Nhớ nhanh cho đơn hàng, Lê Phúc cho đơn hàng luôn. Ai lấy màu gì comment rõ màu cho em đi ạ. Chào chị Nhung Hà Nga Nguyễn luôn nhá. 44kg có vừa, chị Lê Thị Huệ nhá. 44kg có vừa. Zoom này có zoom thì tí em bán xong. Đấy, chị nào lấy comment luôn ạ. Màu nâu này trời ơi xinh xắn quá luôn này. Mặc lên trông rất là nhẹ nhàng, ngoài đời đẹp hơn rất nhiều của chị gái ạ. Ngoài đời đảm bảo. Cho các chị mê luôn, nhận hàng mê luôn. Rồi chị Vũ Ngọc Vân kèm địa chỉ hàng cho em luôn đấy ạ. Chị gái Triệu Minh kèm địa chỉ hàng nhá. Ngày hôm nay chỉ chốt cho ai đầy đủ thông tin địa chỉ thôi, bởi vì sao? Số lượng mẫu này vô cùng là ít, về phát là hết sạch. Về phát là khách lẻ, khách buôn xô và nhặt là hết sạch rồi. 60 cân mặc chật chị gái nhá. Rồi đầy đủ thông tin địa chỉ cho em thật nhanh nào. Mã sản phẩm V810 mấy ta tự nhiên lại quên mất rồi. V819 đúng rồi, Nguyễn Thúy Hiền em cho đơn hàng này. Khoảng 1 đến 2 ngày là mình nhận sản phẩm bên em rồi chị nhá. Cơ sở Ánh Nguyệt mình 60 cân mặc chật rồi chị ơi. Giá là 190 ạ. Rồi 53 cân vậy gì cả mặc xinh luôn chị gái nhá.
V819 kèm màu, kèm số điện thoại và kèm địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho em nào. Khoảng lặng em chốt đơn hàng mình luôn rồi nhá. Cơ sở Ánh Nguyệt ơi mình mặc chặt rồi. Đấy, V5 Lê kèm số điện thoại và kèm địa chỉ nhận hàng cho em nhá. Nâu xuất sắc chưa đấy, em bảo rồi mà. Bây giờ là thấy ồ ạt lấy màu nâu chưa, bởi vì màu nâu này lên rất là tây. À, chị Bảy gì ơi, kèm màu số điện thoại và kèm địa chỉ nhận hàng cho em nhá. Khoảng lặng em chốt đơn hàng. Quan điểm của em là bán hàng là phải thành thật với khách, bởi vì tại sao mình bán lúc này là còn lúc nữa đúng không ạ? Đấy, nó còn lúc khác chứ đâu có phải bán một hôm rồi là thôi ngay đâu. Vì thế nên là màu nào ngoài đời đẹp như thế nào thì em sẽ nói với các chị. Các chị yên tâm để lần sau quay lại sau em mua chứ đúng không nào. À, chị lấy hai màu qua sau lấy được không? Ok chị Nguyễn Thúy Hiền luôn. Đấy, chơi hẳn hai màu luôn. Mẫu này rất là đẹp ý, trời ơi vừa nhẹ nhàng vừa xinh luôn. Phí ship nội thành Hà Nội là 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k chị Mai Hoa Lê nhá. Kèm hàng cho em luôn đi ạ. Rồi vậy gì kèm hàng cho em luôn nào. Trời ơi xuất sắc. Mẫu ăn đang mặc bao nhiêu? Chị ơi mẫu này mình bằng 57 dưới 57 ký bao vừa nhá. Chị gái Ngọc Mai Nguyên yên tâm bao xinh rồi chị nhá. Phần eo có giãn nhiều không? Như thế này có gọi là nhiều không chị ơi? Quá xinh luôn trời ơi. Mẫu này mình có thể 58 cân cũng mặc được luôn ý. Dày vô cùng luôn. Vũ Ngọc Vân chốt đơn hàng. Ơ xanh em chốt đơn hàng nha, trừ 60 cân không vừa thôi chứ còn 58 57 cân đều chơi được hết. Nguyễn Thị Phương Nga bằng 58 ở dưới 58 ký bao vừa. Chị Tinh HB Bùi ơi, mình đầy đủ thông tin cho em chưa? Ơ xanh chốt đơn hàng lên nông 47 cân xinh. Đấy. Mẫu nâu này ngoài đời xinh vô cùng luôn ý. Trời ơi em nhìn em mặc mà em có thấy mê. Mẫu này quá đẹp luôn. Dành cho các chị công sở đi. Hết nấc, xinh lắm luôn, xuất sắc. Đấy phải gọi hai từ xuất sắc chuẩn hơn. Nào comment nào. V819 kèm màu số điện thoại và kèm địa chỉ nhà hàng cho em luôn đi nào. Sản phẩm này bằng 57 hoặc dưới 57, bằng 58 hoặc dưới 58 ký bao vừa. Chất len siêu dày, bầu bí bon trên tốt chị gái Thu Thúy nhá. Nhưng mà bầu bí nhỏ thôi thì được, chứ bầu bí còn 9 tháng gần lúc sinh rồi thì không mặc được đâu chị nhá. Huệ Bùi ơi bao nhiêu tiền vậy? Giá là 190k nhá. Vậy gì em chốt đơn hàng đấy? Có chị nào mà vừa vào hỏi em mà không mua hàng mẫu này đâu, bởi vì nó quá đẹp luôn ý. Hoa Nguyễn kèm địa chỉ nhận hàng cho em luôn ạ. Rồi ok chị Tỉnh HB Bùi ơi, mình đầy đủ thông tin địa chỉ cho em chưa nhở? Nhanh chóng nha các chị ơi, vì chuẩn bị em qua mẫu khác, có nghĩa là mẫu này hết rồi đấy. Hết là không về hàng được đâu. Hàng này là hàng độc quyền bên em luôn đấy. Trời ơi đặt bao lâu mới được. Xinh lắm luôn. Rồi chị Hoa Nguyễn bổ sung địa chỉ cho em nào. Chị Nga Lê ơi giá bao nhiêu? Giá là 190k nhé chị nhá. 190k. Xinh xuất sắc. Đấy, ai lấy thì comment V819 kèm màu điện thoại địa chỉ. Còn 1-2 chiếc nữa thôi nên em chốt đơn hàng và em qua mẫu mới luôn bây giờ đây này. Qua mẫu mới luôn nhá. Tí cô nương em chốt đơn hàng mình rồi, chị Nguyễn Hải chốt đơn hàng luôn. Chị Hà Trần 1m54 55 cân xinh luôn chị nhá. Len có bị xù không trời ạ? Len này bên em là hàng loại 1 cho các chị, yên tâm không xù. Xù thì mới đưa đây cho em nhá các chị nhá. Được kiểm tra hàng thanh toán mà. Như vậy là tạo độ tin tưởng cho khách chưa? Chị gái Tỉnh HB Bùi mình vui lòng comment cho em là V819 kèm màu nhá. Thu Thủy đẹp luôn chị ơi, mặc xinh luôn. À rồi, nâu ạ, đấy, em bảo rồi em mặc lên lại thích màu nâu mà. Bởi vì màu này ngây ngất luôn. Mặc ra ngoài đường thì ngây ngất luôn, mặc lên nó rất là kiểu gọi là nó vừa nhẹ nhàng này, nó vừa toát lên cái sự nhẹ nhàng này, vừa kiểu sang sang. Đấy xong nó lại kiểu tây tây, đấy cái kiểu màu này nó là như vậy. Hoa nắng em chốt đơn hàng luôn nhá. Đấy chỉ thấy lấy màu nâu với màu đen thôi, còn màu sữa các chị bỏ qua ai sao ấy. Màu này là một đa màu khá là nhẹ nhàng. Nhưng mà nói thật với các chị thì màu này nó sẽ gọi là gì ạ? Không kiểu nó sẽ không tôn ra bằng hai màu này. Đấy là những điều mà em chia sẻ thật thôi đúng không ạ? Còn chị nào mà thích nhẹ nhàng thì mình vẫn cứ chơi thôi, bởi vì nó không phải là cái màu mà nó quá chìm ra. Nó là một cái tông màu cực kỳ là nhẹ nhàng, nó chỉ nổi hơn màu trắng một chút xíu thôi. Đấy như vậy, ai thích nhẹ nhàng đến màu đó. Còn chị bé Cu Tin kèm địa chỉ cho em, Nhung Cu Te kèm địa chỉ, Huyền Nhi kèm số điện thoại địa chỉ nào. 47 cân 1m55 vừa luôn chị Đinh Xuyến nhá. Hoa Phạm cho đơn hàng. Rồi ok, mình một nâu nhé, lên nông comment này. V819 nâu, số điện thoại địa chỉ. Duyên Đàm mặc xinh, 70 cân chật rồi chị Trần Thị Mai Thuận nhá. Đúng một phút nữa qua mẫu, sản phẩm này hết rồi. Kho vừa báo lên là hết rồi. Một chiếc nữa thôi, à 1-2 chiếc ai lấy thì comment luôn. Tỉnh HB Bùi chốt đơn hàng nha. Đinh Xuân 47 cân mấy 55 bao vừa. Còn chị nào lấy mẫu này không để em qua nào. Duyên Đỗ kèm địa chỉ nhận hàng cho em nha. Địa chỉ nhận hàng đầy đủ cho em để bên em chốt nào. Xinh quá. Trời ạ, mẫu váy mê luôn. Vừa nhẹ nhàng, vừa nữ tính, vừa sang. Lần trước shop không gửi hàng cho em. Chị Bảy Dì ơi, chị Bảy Dì ơi, hàng nào mà shop em không gửi nhở? Tí nữa hotline seller bên em gọi để chị bắt đền seller luôn cho em nhá. Nếu mà chốt đơn hàng rồi chưa gửi tí bắt đền seller luôn. Mẹ Duyên là kèm địa chỉ cho em, Huyền Nhi bổ sung địa chỉ cho em nào. Hạnh Lo kèm địa chỉ là cho em ạ. Chi Hiệp giá 190 nha. Xem cái nào đẹp thì chuyển chị ơi. Đấy cái nào đẹp, trời ơi cái nào đẹp. Em thấy thì cái nào đẹp bởi vì em là người chọn mẫu mà. Hôm nay em là người chọn mẫu nên là em sẽ thấy màu nào xuất sắc nhất để em bán cho chị. Hôm nay em là người chọn mẫu chứ không phải mọi lần là seller chọn mẫu. Hôm nay em đến sớm nên em chọn mẫu để lên sóng với các chị, đảm bảo là ra những cái màu đẹp nhất rồi. Đấy. Lê Nông kèm số điện thoại địa chỉ nha. Ship nội thành Hà Nội 20k, ngoại thành và tỉnh là 30k.
Rồi qua mẫu đi chị, qua mẫu luôn. Mẫu này hết nhá, em qua mẫu mới. Qua mẫu như kem ăn mặt đó chính là một sản phẩm zoom đó. Rồi đến sản phẩm zoom mới bên em ngày hôm nay nè. Ôi màu vàng này đẹp quá. Zoom mới xinh nha các chị ơi. Màu vàng năm nay cực kỳ là nổi bật luôn. Chị gái Duyên Đỗ cho đơn hàng Bích Hương vui lòng bổ sung thông tin địa chỉ cho em nào. Thảo Nguyễn mặc xinh chị gái nhá. Vũ Hương số điện thoại và kèm địa chỉ cho em nhá. Ok chị, vậy Di ơi, tí chị inbox và tí nữa seller bên em gọi điện cho đơn hàng, chị bắt đèn seller luôn cho em nhá. Bắt đèn seller luôn. À đẹp quá, nhớ gửi cho mình nhé. Đúng rồi chị Dung Pi, mẫu này quá xinh luôn. Bây giờ em sang mới. Ok hết hàng rồi. Còn một mới cho chị nhá. Mẫu này là V820 nhá. Và giá là 180, 2 gam màu đen vào. Mẫu này có tổng cộng là gì? 5 màu nhen lâu sâu lên, 2 gam màu đẹp nhất. Và gam màu đang đẹp nhất trên người em là gam màu vàng, sẽ dành cho chị ngày hôm nay đây. Mẫu này thì mình bằng 58 và dưới 58kg bao vừa. Chất liệu quần ống sớ và thiết kế quần ống sớ và chất liệu vải voan cát, mặc lên quá xinh chuẩn luôn. Mẫu này mặc đẹp luôn này. Màu đen và màu vàng, dành cho những chị gái nào mình bằng 58 và dưới 58kg bao vừa. Chị Thảo Nguyên xanh ơi, vui lòng số điện thoại và cái địa chỉ nhà hàng cho em ưu tiên một mình chị rồi đấy. Rồi, màu vừa em vẫn còn không? Rồi chị ơi, mẫu vừa rồi là V819 cho em số điện thoại địa chỉ nhá. Số điện thoại địa chỉ cho em ạ. À. Thu Thủy em cho đơn hàng này. Thảo Nguyên ơi, số điện thoại và cái địa chỉ nhà hàng cho em chị Thảo Nguyên nhá. Rồi, bây giờ đến mã em đang mặc nào. Vũ Xuân ơi, giá mẫu này là 190.000, còn mã như đang mặc là 180.000 được chưa nào? Rồi ok, đến với sản phẩm V820 nào các chị ơi, mẫu này mặc xinh luôn này. Với 2 gam màu đen và vàng nhá. 180.000 và giá là 180.000 và dành cho những chị gái nào mình bằng 57 dưới 57 kg. Và mỗi hai chiếc này, trời ơi, 2 gam màu cuối cùng và mỗi màu có đúng 5 chiếc sẽ ưu tiên cho chị gái nào đầy đủ thông tin địa chỉ đúng không ạ? Đấy ok. Sạm cho em nha chị, sợ dài mất công ạ. Rồi ok, Thảo Nguyên xanh bổ sung địa chỉ cho em nào. Rồi đến với sản phẩm ngày hôm nay đi ạ. Sản phẩm tiếp theo V820 kèm màu dẫn đoạn địa chỉ, 2 gam màu, chị nào thích nhã nhặn thì có thể là chơi màu đen, còn chị nào thích nổi bật hơn một chút thì tây tây một chút, màu vàng này cũng rất là đẹp luôn. Hoa Nguyên 43 cân, bao đẹp luôn các chị gái nhá, bao đẹp luôn ạ. Nào mã sản phẩm V820 kèm màu dẫn thoại địa chỉ nhận hàng cho em. Xinh quá luôn. Hai mẫu ngày hôm nay cực kỳ xinh và hai mẫu ngày hôm nay chính tay em chọn. Đấy ok, chị gái Vũ Hương kèm địa chỉ nhận hàng cho em nhá. Hai ly trần 54 cân mặc đẹp chị gái nhá. Mẫu này mà chị gái nào mà mình 1m50 ý đi kèm một đôi giày cao gót lên cho em, đảm bảo là ăn da chiều cao rất tốt. Bởi vì tại sao? Cái thiết kế này là quần ống suông, và quần ống suông nó mang lại một sự sang trọng và nó ăn da chiều cao rất tốt. Các chị thấy ngoài đường người ta hay mặc quần ống sớ lên như người mẫu ấy, hay mặc quần ống sớ bởi vì tại sao? Bởi vì những cái mẫu như thế nó ăn da chiều cao rất tốt. Mà mình tội gì không sở hữu những trang phục mà ăn da chiều cao cho mình đúng không ạ? Đấy là cái điều ai cũng biết, như em này hay chọn cái sản phẩm này lắm. Bé cu tin kèm địa chỉ là cho em ạ. Thảo Nguyên xanh em cho đơn hàng nhá. V80 xịn 46 cân vừa luôn chị gái Vũ Xuân nhá. Đấy, ở ngoài bây giờ đang rất là hot cái mẫu này và các chị nên chọn những sản phẩm zoom của quần ống sớ. Vì tại sao? Nó ăn da chiều cao rất tốt và che bụng cực kỳ tốt luôn. Đấy, đấy là những cái chia sẻ thành thật với các chị về cái mẫu zoom ngày hôm nay, được không nào? Đấy, chắc chắn là thành thật với các chị thì sẽ những cái gì mà mình thành thật này, những cái gì mà mình cảm thấy là nó là chị, các chị cảm thấy em nó là nói thật đúng không ạ? Nghĩa là chị cảm thấy em nói thật thì chắc chắn là những cái điều thật lòng như thế nó sẽ dễ đi vào cái lòng người hơn, với những cái câu nói mà để sáo rỗng đúng nào. Vì thế là chắc chắn là khi mà em lên livestream thì em sẽ chia sẻ cho chị những sản phẩm thật sự, như cái gam màu như thế này thì em sẽ nói là nó sẽ không nổi bật như những gam màu kia, thì chắc chắn nó là như vậy. Nên các chị yên tâm, và bên ngoài sản phẩm sẽ còn đẹp hơn rất là nhiều các chị gái nhá. Dung đó bao nhiêu? 180k. Rồi ok, chị gái Bùi Hương 59 cân mình mặc chật chị gái ơi. Chị Hoa Nguyên lấy hoa vàng này, có còn màu vàng luôn, comment thật nhanh cho em, mỗi màu chỉ có 5 chiếc thôi. V820 vàng, số điện thoại địa chỉ, chất liệu vải voan cát nha. Thường là cái gì mà nó gọi là gì thật lòng thì thường nó đến trái tim nhanh hơn đúng không? Đấy, bé Cutie đến cho đơn hàng luôn. Chất liệu vải voan cát dành cho những chị gái nào đầy đủ thông tin địa chỉ ngày hôm nay. Thông tin địa chỉ đầy đủ, V820 kèm màu, số điện thoại và kèm địa chỉ. Lê Đông em cho đơn hàng rồi nha. Rồi ok, chị nào lấy sản phẩm này nữa thì comment cho em, bởi vì số lượng mỗi chiếc zoom có đúng 5 chiếc, mỗi màu đúng 5 chiếc,
đen và vàng. Đấy, ai lấy thì comment đầy đủ thông tin cho em. À, chán quá không vừa, đúng rồi, cái mẫu len này thì bằng 57, bằng 58 và dưới 58 ký thôi. Còn lại là sẽ không vừa đâu ạ, 59 cân đổ lên không vừa. Chị nào thích màu nào thì vui lòng là đầy đủ thông tin địa chỉ của em thật nhanh luôn bên em chốt đơn hàng nhá. VN820 kèm vàng hoặc đen kèm số điện thoại và kèm địa chỉ hàng đầy đủ nào. Mẫu này che bụng cực kỳ tốt luôn các chị nhá, che bụng rất tốt. Vải co giãn không, chất liệu này không co giãn, có co giãn em sẽ nói và không co giãn em sẽ không nói. Hoa Nguyễn kèm địa chỉ hàng đầy đủ cho bên em nha các chị gái ơi. V820 kèm vàng hoặc đen kèm số điện thoại địa chỉ. Chị gái khoảng lặng vui lòng bổ sung địa chỉ cho em ạ. Chị lấy màu em đang mặc, chị Thủy Nguyễn comment cho là V820 vàng kèm số điện thoại và kèm địa chỉ hàng cho em các chị gái nhá. Đầy đủ địa chỉ của em thật nhanh luôn để bên em chốt đơn hàng nào. Rồi ai lấy thì nhớ là đầy đủ thông tin địa chỉ luôn cho bên em nhá. Sản phẩm này sẽ dành cho những chị gái nào mình bằng 58 hoặc dưới 58 kg, bao vừa, quá xinh luôn. Đấy, ai lấy thì đầy đủ thông tin địa chỉ cho em luôn ạ. 2 gam màu đen và vàng, quá xinh xuất sắc. Và mẫu này ăn ra chiều cao rất tốt luôn. V820 kèm màu, số điện thoại và kèm địa chỉ là đầy đủ bên em chốt đơn nào. Bằng 58 hoặc dưới 58 kg, bao vừa, và chất liệu này giặt không bao giờ nhăn vai xù quá các chị nhá. Không bao giờ bị xù và không bao giờ bị co. Đấy. Chị gái Đinh Xuyến em chốt đơn hàng rồi. Vải 1m50 mặc tốt chị gái Mai Loan nhá. 1m50 đổ lên là mặc tốt mẫu này đấy ạ. À. Ai lấy thì đầy đủ thông tin địa chỉ luôn cho em để bên em chốt đơn hàng. Rồi, V820 kèm màu, số điện thoại địa chỉ nào. Còn 5 chiếc thôi cho chị gái nào đầy đủ thông tin địa chỉ nhá. Đấy, vừa nãy rất là nhiều các chị hỏi cái màu kia mà cuối cùng là không vừa. Ai lấy thì đầy đủ thông tin địa chỉ của em thật nhanh luôn bên em chốt đơn hàng nào. Mã sản phẩm V820 kèm màu, số điện thoại và kèm địa chỉ nhận hàng đầy đủ luôn bên em chốt đơn các chị gái nhá. Quá đẹp luôn, trời ơi xuất sắc. Bộ dung xuất sắc, hôm nay nói chung là hai mẫu đều cực kỳ là xuất sắc. Chị nào mà sở hữu được thì đảm bảo lấy. Còn mẫu này bên em cũng sẽ là một mẫu không về nữa đâu. Nên ai lấy thì comment đầy đủ thông tin cho em nhá. V820 kèm màu, số điện thoại và kèm địa chỉ nhận hàng nào. Chị Thủy Nguyễn ơi, vui lòng bổ sung địa chỉ cho em, chị gái Hoa Nguyễn chốt đơn hàng này. Đấy, ok, bao nhiêu một bộ, giá là 180 chị nhá. Màu đang mặc là màu vàng chuẩn luôn, chị con sóc ơi, màu vàng này mặc lên rất đẹp ý. Màu này năm nay rất là hot luôn đấy. 1m50 mặc ok, Thảo Nguyễn bổ sung địa chỉ nhận hàng cho em chị gái Thảo Nguyễn nhá. Rồi, xin chào chị gái Trần Thị Mong, đây rồi, một khách hàng vô cùng thân quen đây rồi. Khoảng lặng em chốt đơn hàng chị gái này. Chị ơi mình mặc xinh luôn rồi nhá, và comment đầy đủ thông tin cho em nhá. Chị gái Đặng Lan ơi, giá là 180.000, 2 gam màu cuối cùng đó chính là đen và vàng. Chị nào lấy màu nào đầy đủ thông tin địa chỉ hộ em thật nhanh luôn để bên em chốt đơn hàng ạ. Mã sản phẩm V820 kèm màu, số điện thoại và kèm địa chỉ hàng đầy đủ bên em chốt nào. Mẫu này dành cho những ai mình bằng 58 dưới 58 kg, chất liệu vải van cát. Chị gái Thùy Nguyễn ơi, giá là 180.000 các chị gái nhá. Mẫu vải thiết kế, chốt cho mình chị ơi comment này, V820 vàng, số điện thoại và kèm địa chỉ cho em chị gái con sóc nhá. Đầy đủ thông tin địa chỉ cho em, 180k một set. Quá đẹp luôn, xuất sắc. Đấy, rất là xinh luôn. Dung này bên em là dung thiết kế nhá. Giá là 180.000 em vàng đi ạ. Chị Đặng Lan ơi, comment cho em nào. Comment luôn V820 vàng, số điện thoại và kèm địa chỉ nhận hàng. Đầy đủ thông tin địa chỉ em chốt nhá các chị gái nhá. Vòng ngực rộng không ạ? À? Không rộng đâu chị ơi. Mẫu này mặc tốt mà. Cho chị xem màu vàng đi. Đây chị ơi, màu vàng này em đang mặc này mà. Màu vàng và màu đen đây. Đẹp mê ly luôn. Cảm ơn chị Trần Thị Mong rất là nhiều. Mẫu này là một trong những mẫu cực kỳ đẹp các chị ạ. Sản phẩm này cũng là một sản phẩm cực kỳ là cháy luôn. Còn mỗi vài chiếc thôi cho hai comment đầy đủ thông tin. À, chị gái Thủy Nguyễn ơi, mình mặc xinh luôn chị gái nhá. Con sắp vui lòng bổ sung địa chỉ là cho em luôn đi ạ. À. Chị gái nào lấy thì comment thật nhanh bởi vì số lượng vô cùng là có hạn. Chị gái Đinh Xuyến cho đơn hàng này. Đấy, có những chị gái là gì mặc xinh luôn chị gái nhá. Kèm cho em địa chỉ nữa. Có những chị gái ngày nay lấy luôn hai set đồ rồi đấy. Cực kỳ là đẹp luôn. Hôm nay em chọn mẫu mà. Trời ơi, mọi lần là seller đấy là có sẵn mẫu cho em lên livestream. Còn hôm nay là em đến sớm em chọn mẫu cho các chị, muốn đổi phong thủy một chút xem là mình
mình mix đồ, mình lên đồ cho nó có khác cái gì không. Nhưng mà cảm ơn tất cả chị vì ngày hôm nay đã có động lực để cho em lần sau có thể mix đồ tiếp và lên đồ tiếp cho các chị. Rồi, comment thật nhanh nào, đồng công sở nha. Đồng công sở bên em ngày hôm nay đang tạm thời cháy hàng chị gái nhá. Đồng công sở thì hẹn chị trong cái livestream kế tiếp. Mình mua hàng mấy lần rồi bạn, cảm ơn chị gái con sóc rất nhiều. Và lát em sẽ check lại chị nhá. Hello chị gái Dung Dương. Đấy, đầy đủ thông tin địa chỉ hộ em thật nhanh luôn các chị gái nhá. Xinh xuất sắc, xinh xinh. Ơi là xinh. YOLO. Rồi các chị gái ơi, có chị gái nào mình có câu hỏi gì hỏi em ngày hôm nay trước khi em kết thúc livestream không nhỉ? Hoặc còn ai muốn đặt hàng cho em được không? À chị Trần Thị Mong ơi, để cho mình mẫu em đang mặc nhé, chị comment cho em nào. V820 màu vàng kèm số điện thoại và kèm địa chỉ nhận hàng đi ạ. Chị gái Thám Phạm ơi, giá sản phẩm là 180 nhá. 180k. Đấy, chị nào lấy thì comment luôn bởi vì số lượng này chỉ có mỗi màu đúng 5 chiếc không còn hơn. Ok chị gái con, xong em chưa đặt hàng nhìn mà mê luôn. Trời ơi. Đấy, em lên livestream mà em chọn mẫu là nó phải khác kia đúng không ạ? Bình thường là seller chọn mẫu, hôm nay em tranh em chọn mẫu. Zoom này thì màu này là đẹp nhất, hai mẫu này là đẹp nhất. Một cái màu này là tổng cộng có 5 màu cơ nhưng mà hôm nay em lên đúng hai màu bởi vì hai màu đẹp nhất. Lên đúng những gam màu đẹp nhất để dành cho các chị. Đẹp thì mình cùng chia sẻ đúng không ạ? Chia sẻ với nhau ai chẳng muốn đẹp. Và những mẫu zoom này thì áo da chiều cao rất tốt nhá. Chị Võ Mị Ái ơi, vui lòng bổ sung số điện thoại và kèm địa chỉ nhận hàng cho em luôn nhá. Đây, canh mặc đó là mẫu len. Rồi, còn ai muốn sở hữu sản phẩm này bên em trong ngày hôm nay được không nhỉ? Trước khi em kết thúc livestream không? Hàng nhà mình mặc mấy cái đều ok hi. Cảm ơn chị gái con sóc rất nhiều. Chị Lệ Quyên ơi, giá sản phẩm này là 180k nhá. Trời ơi chị muốn quá. Trần Thị Mau ok, kèm cho em kèm địa chỉ luôn nhá. À chị Mai Hương giá là 180k các chị ơi. Mặc mẫu này mê ly luôn ý, siêu đẹp luôn. Trời ơi rất là xinh. Mẫu hoa này. Và cái gam màu vàng này năm nay các chị gái có để ý trên mạng không? Chị nào lướt web nhiều ấy thì biết rằng là gam màu vàng năm nay là một gam màu vô cùng là được các nhiều người yêu chuộng. Năm màu này có thể nói là một gam màu cực kỳ lên ngôi trong năm nay đấy. Ai đâu đi đâu cũng thấy màu vàng vàng vàng, đi lên phố cả một bầu trời màu vàng luôn. Đấy thì mình cũng một chút gọi là chạy chung chạy theo xu hướng một chút đúng không ạ? Đấy quan trọng là mình ra ngoài là mình cảm thấy tự tin nhất và khoác lên trên mình những sản phẩm, những bộ cánh cảm thấy tự tin nhất. Đấy đôi khi không cần phải ai ngắm game, có khi ở nhà cũng tự lôi ra một quần áo đẹp chẳng hạn. Quan trọng là gì? Cảm thấy mình thấy cảm thấy tự tin và cảm thấy yêu đời đúng không nào? Rồi sản phẩm này sẽ dành cho những chị gái nào mình bằng 58 hoặc dưới 58 ký nhá. Và giá là 180k chị gái Lệ Quyên ơi, em đã nói giá rồi mà, 180k cho một set đồ. Khách hàng thân thiết giá yêu thương em ơi, chuẩn luôn. Đấy, giá bên em là luôn đưa ra rất là yêu thương khách và đưa cho khách những mức giá vô cùng là rẻ rồi đấy. Chắc chắn là mình yêu thương khách thì khách mới yêu thương lại mình đúng không ạ? Chị gái Max Son bổ sung địa chỉ nào cho em luôn nha. Phải yêu thương khách chứ, trời ơi, bán hàng phải yêu thương khách chứ, bán hàng không yêu thương khách thì sao khách yêu thương mình đúng không ạ? Đấy, còn chị gái nào mình muốn sở hữu không thì comment cho em bởi vì số lượng vô cùng có hạn và có lẽ là nếu như mà không bán hết chẳng hạn thì em có thể để đến mai đảm bảo là hết veo luôn mà. Sản phẩm này thì không lo. Đấy, chị gái Max Son vô cùng kèm địa chỉ nào cho em nhá. Không chị gái nào thích màu đen là trời ơi, em mặc cái gì là lấy cái đấy luôn à. Rồi, còn ai muốn sở hữu sản phẩm bên em trong ngày hôm nay nữa không nhỉ? Ok chị gái Thủy Nguyên, em chốt đơn hàng chị mình rồi chị gái nhá. Màu vàng này là năm nay gam màu tông vàng là năm nay là một gam màu cực kỳ nổi bật. Các chị cứ hình dung là mỗi một năm là kiểu gì cũng sẽ có một mẫu này. Năm nay zoom lên ngôi và màu vàng lên ngôi. Đấy, nên các chị yên tâm rằng là cứ mỗi năm nó là sẽ lại lên một màu và màu gì có thì bên em kiểu gì sẽ cập nhật cho các chị. Luôn muốn khách hàng mình có một sự trẻ trung giống như mình vậy đúng không ạ? Chị gái Sen Hoàng kèm địa chỉ hàng cho em nhá. 1m62 60 cân thì chị mặc chật mất rồi chị gái Mai Hương nhá. Đúng rồi, chuẩn luôn. Rất là chuẩn luôn. Đấy, còn ai muốn sở hữu sản phẩm bên em ngày hôm nay không ạ? Màu đen đi em chị ái ơi, màu đen là bạn mẫu canh mặc thay cho em rồi. Màu đen luôn, để em có thể là em không muốn cầm quá nhiều sản phẩm trên tay bởi vì tại sao muốn khoác lên canh hoặc khoác lên người em mặc. Để các chị mình mua mạng qua mạng online thì mình có thể hình dung được rõ form dáng một cách chính xác nhất. Chứ cầm trên tay đôi khi là không biết sản phẩm nó như thế nào đúng không ạ? Nên em hạn chế cái việc cực kỳ đó chính là cầm trên tay. Và một là phải mặc vào canh, còn hai là mặc cho mình để cho các chị có thể hình dung form dáng rõ hơn.
đấy. Chứ bây giờ mình mua hàng trên mạng như em cũng vậy thôi, ví dụ mà gần thì kiểu gì em sẽ mua qua mạng, còn không thì em phải mua một là cái mẫu nào, màu nào trên mẫu mặc, còn hai là màu nào trên tay mặc, chứ chẳng bao giờ mua những cái màu ở trên tay cầm đấy. Bởi vì là mình hình dung rõ form dáng, mình tưởng tượng trong đầu rồi, và khi mình mặc về sản phẩm thì nó sẽ dễ dàng hơn, đúng không ạ? Biết đâu lại mua hàng nhiều bên em, mình lại tìm ra một gu thẩm mỹ tốt cho mình, hoặc một cái gu thời trang có thể gắn bó với mình lâu dài thì sao. Mã là 28V820 chị gái Huyền Nguyễn nhá, V820 kèm màu điện thoại và kèm địa chỉ. Chị gái Sen Hoàng bổ sung địa chỉ cho em nào, giá là 180k chị gái Nga Dương nhá. Chị gái Võ Mỹ Ái em cho đơn hàng mình luôn rồi chị nhá. Và mình lấy mã gì đấy ạ? Rồi còn ai muốn sở hữu sản phẩm bên em trong ngày hôm nay trước khi em kết thúc livestream không nhỉ? Rồi, xin chào chị Mơ Hoàng luôn. Rồi, và nếu không còn ai có câu hỏi gì nữa thì em sẽ xin kết thúc cái livestream ở đây các chị gái nhá. Em chúc các chị sẽ có một buổi tối ngủ giấc ngon giấc, và hẹn gặp các chị trong cái livestream tới nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.